của một trận duy nhất đó trước câu lạc bộ Viettel. Còn đâu họ có 7 trận thắng và 6 trận hòa. Như vậy là trận đấu giữa hai câu lạc bộ Sài Gòn và BKB Bình Dương đã bắt đầu. Đội chủ nhà BKB Bình Dương trong trang phục màu đỏ sẽ bảo vệ phía bên phải của nhóm quý vị và các bạn. Vẫn là Tống Anh Tỷ. Những cầu thủ trẻ của BKB Bình Dương đang cho thấy sự tự tin. Dứt điểm. Vào! Rất bất ngờ, phút thứ 20, câu lạc bộ BKB Bình Dương đã có bàn thắng. Sai lầm của thủ môn Văn Phong đã biếu không cho BKB Bình Dương một bàn thắng. Một trận đấu đang có thế trận cân bằng. Tình huống mặt bóng không tốt của Văn Phong đã giúp cho BKB Bình Dương có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 20. Chúng ta cùng xem lại tình huống dứt điểm của Tống Anh Tỷ. Tỷ số bây giờ là 1-0. Có vẻ như mặt sân trơn, thủ môn Văn Phong đã hơi chủ quan. Tống Anh Tỷ và phối hợp rất tốt. Hồ Tuấn Tài, bóng vẫn còn, trọng tài cho phép lợi thế. Đánh đầu không được, pha đánh đầu của Thanh Thảo nhưng không thành công. Bên phía hành lang cánh trái của câu lạc bộ Sài Gòn trong trận đấu này, nơi chân giữ của Văn Ngọ đang bị lung lay khi các cầu thủ BKB Bình Dương tổ chức rất nhiều đợt tấn công bên phía hành lang cánh phải. Họ đang gây khó khăn cho hàng phòng ngự của câu lạc bộ Sài Gòn. Pha chống biên hay. Dứt điểm. Không vào. Một tình huống dứt điểm của Tiến Linh nhưng bóng đi vót xa ngang. Đó là điểm mạnh của các thủ BKM Bình Dương bên phía hành lang cánh phải. Với việc dâng cao của hậu vệ Hồ Tấn Tài, chúng ta hãy xem tình huống này. Quốc Phường không thể theo kịp được Hồ Tấn Tài. Và đường truyền ra của Hồ Tấn Tài rất thuận lợi cho Tiến Linh. Không hiểu sao tuyển thủ quốc gia có thể dứt điểm bóng đi vọt ra như vậy, cự ly khoảng 7 mét. Cá Văn Triển, Huỳnh Tấn Tài có kịp không? Thêm một pha tạt bóng nữa, đánh đầu, cơ hội dứt điểm không vào. Pha dứt điểm của Huỳnh Tấn Tài, bóng đập vào chân một cầu thủ BKB Bình Dương nhưng đã có một cầu thủ BKB Bình Dương đứng trên vạch vôi và phá bóng ra. Rất may cho BKB Bình Dương. Quá khéo, dứt điểm không được. Một Văn Phòng phải mất hai lần mới bắt được tình huống dứt điểm của Tô Văn Vũ. Và quạt bóng rất dẻo của đội trưởng Tô Văn Vũ. Ngay sau đó là một pha cứa lòng ở góc xa nhưng không thể hạ gục thủ môn Văn Phong. Cách không thành của thủ môn Văn Phong bên phía câu lạc bộ Sài Gòn. Bây giờ là phản công cho đội chủ nhà Tô Văn Vũ. Một Tuấn Tài cơ hội, được chuyền vào, dứt điểm vào. 2-0. Ngay đầu hiệp 2, các cầu thủ BKB Bình Dương đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Người ghi bàn đó là Trần Việt Cường. Bàn thắng đầu tiên của tiền đạo trẻ Trần Việt Cường ghi được mùa giải này. Hàng phòng ngự của Sài Gòn đã chơi mất tập trung. Và đặc biệt BKB Bình Dương, khi có sự trở lại của hậu vệ Hồ Tuấn Tài, ngay lập tức bên phía hành lang cánh phải của họ thi đấu rất sắc bén và luôn rất nguy hiểm. Tình huống chồng biên và phối hợp ăn ý giữa Tô Văn Vũ và Hồ Tuấn Tài. Tưởng chừng như Hồ Tuấn Tài dứt điểm khi cự ly có anh với cầu môn khoảng 5 mét, nhưng anh đã có một đường truyền thông minh cho tiền vệ Trần Việt Cường. Và ngay lập tức Trần Việt Cường đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Một bàn thắng quá dễ của Trần Việt Cường. Và chúng ta thấy hầu như toàn bộ đội hình của BKB Bình Dương lùi sâu về 1/2 sân nhà để tổ chức tấn công. Một tình huống nguy hiểm về phía khung thành của BKB Bình Dương nhưng không có ai, không có tình huống phạm lỗi. Bây giờ là phản công cho BKB Bình Dương. Tiến Linh, vẫn là Tiến Linh, cơ hội dứt điểm vào. Tỷ số là 3-0. Mà
Bàn thắng của Tiến Linh được ghi ở phút thứ 54. Đây là tình huống phản công thứ hai trong hiệp 2 này. Và ngay lập tức các cầu thủ BKB Bình Dương đã có bàn thắng. Với việc các cầu thủ Sài Gòn dâng cao đội hình thì khoảng trống bên phần sân của BKB, bên phần sân của Sài Gòn là rất nhiều. Tiến Linh đã ghi bàn. Và đây cũng là bàn thắng thứ 3 của tuyển thủ quốc gia khi được ở mùa giải này cho BKB Bình Dương. Những pha phản công sắc bén của BKB Bình Dương cho thấy sự nguy hiểm như thế nào. Trung vệ Abung Kion đã không thể theo kịp được Tiến Linh. Một tình huống sụp bóng qua người thủ môn Văn Phong, rất tinh tế của Tiến Linh. Bàn thắng thứ 3 đã tới với BKB Bình Dương. Rất nhẹ nhàng, không có gì khó khăn. 3-0. Huỳnh Tấn Tài đánh đầu, không vào. Quốc Phương cơ hội. Như vậy là trợ lý trọng tài đã căng cờ báo biên vị đối với Quốc Phương. Một pha đánh đầu rất tốt của Giovane, nhưng bàn thắng đã bị từ chối bởi cột dọc. Chúng ta cùng xem lại tình huống đánh đầu. Bóng đập đúng cột dọc của tiền đạo Giovane. Huỳnh Tấn Tài dứt điểm, không vào. Pha dứt điểm rất nhanh của Hữu Sơn, nhưng thủ môn Trần Đức Cường đã chơi rất tập trung. Pha nhả bóng ra tuyến 2 của Vũ Tín. Ngay lập tức Hữu Sơn đã có mặt và dứt điểm rất nhanh. Phản xạ tuyệt vời của thủ môn Trần Đức Cường đã cứu thua cho BKB Bình Dương. Bóng vẫn còn, đánh đầu, không vào. Pha đánh đầu của Giovane, bóng lại tìm đúng xà ngang. Ở những tình huống trước đó thì chúng ta thấy Giovane đã đánh đầu, bóng đập đúng cột dọc. Và bây giờ bóng lại tìm đúng xà ngang. Bàn thắng rút ngắn tỷ số vẫn chưa đến với họ. Rất tốc độ, Gustavo. Đường chuyền thuận lợi, Tiến Linh hơi chần chừ. Không hiểu Tiến Linh trong tình huống vừa rồi làm cái gì. Rất nguy hiểm, bóng đập đúng vào xà ngang. Đó là pha dứt điểm của Trọng Huy, pha dứt điểm từ xa. Nếu tình huống trước mà Tiến Linh ghi bàn dứt điểm thì có lẽ bàn thắng đã đến với BKB Bình Dương. Nhưng những pha xử lý chân trừ của Tiến Linh đã làm cho các cầu thủ Sài Gòn về phòng ngự một cách chặt chẽ hơn. Nếu đây là một chiến thắng, sẽ là chiến thắng thứ 3 trên sân nhà của BKB Bình Dương. Chú Bà Đê vẫn không vào. Bóng lại đập đúng cột dọc. Đúng là thiếu may mắn cho cầu thủ người Brazil. Hai lần đập cột dọc, một lần đập xà ngang. Chúng ta cùng xem lại pha sửa lòng. Và thủ môn Trần Đức Cường chỉ biết đứng nhìn. Nhưng cột dọc đã từ chối bàn thắng của Giovane. Đánh đầu vào. Câu lạc bộ Sài Gòn đã ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số. Người ghi bàn là cầu thủ vừa vào xoay người. Đó là cầu thủ mang áo số 66, Võ Nguyên Hoàng. Cầu thủ trẻ, sinh năm 2002, đã có một tình huống đánh đầu không có ai kèm và rất dễ dàng cho cầu thủ trẻ Võ Nguyên Hoàng. Và ống kính đã chiếu đến vị trí của huấn luyện viên Park Hang-seo khi Võ Nguyên Hoàng đã có bàn thắng và là cầu thủ trẻ tương lai của bóng đá Việt Nam. Một bàn thắng quá dễ dàng của Võ Nguyên Hoàng. Như vậy là trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu. Một chiến thắng thuyết phục của BKM Bình Dương trước đội đứng đầu bảng câu lạc bộ Sài Gòn với tỷ số là 3-1. Sai lầm của thủ môn Văn Phong ở trong hiệp 1 đã giúp cho câu lạc bộ BKM Bình Dương có bàn thắng mở tỷ số. Ngay sau đó các cầu thủ Sài Gòn dâng cao đội hình và BKM Bình Dương đã phản công rất nhanh và có bàn thắng của Trần Việt Cường sau đường kiến tạo của trung hậu vệ Hồ Tấn Tài. Và thêm đó là một tình huống phản công nhanh của BKM Bình Dương đã có bàn thắng thứ 3 của Tiến Linh. Người ghi bàn thắng đầu tiên cho BKM Bình Dương mở tỷ số đó là Tống Anh Tỷ.
ở những phút cuối của trận đấu thì Võ Nguyên Hoàng đã là người rút ngắn tỷ số xuống cho câu lạc bộ Sài Gòn.